đây tại xã Biên Giới Thuận Bình, huyện Thạnh Quá, Câu lạc bộ Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá huyện Bến Lức đã tổ chức chương trình Tháng 3 Biên Giới với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Câu lạc bộ Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồng biên phòng Thuận Bình, gồm nhu yếu phẩm khẩu trang và xà phòng nhằm chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ nơi đây và mong muốn các cán bộ chiến sĩ luôn khỏe mạnh, nắm chắc tay súng để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng đã đến trường tiểu học Thuận Bình trao tặng 5 chiếc xe đạp và 50 phần quà là dụng cụ học tập cho các em học sinh nhằm chia sẻ khó khăn, động viên các em phấn đấu học tập tốt. Tổng trị giá quà tặng gần 24 triệu đồng. Dịp này, các thành viên câu lạc bộ cùng các em học sinh trường tiểu học Thuận Bình đã đến thăm cột mốc biên giới 195, được nghe cán bộ đồn biên phòng giới thiệu về đường biên cột mốc biên giới quốc gia, qua đó giúp các thành viên câu lạc bộ và các em học sinh nâng cao ý thức về lãnh thổ biên giới cột mốc thiên liêng của Tổ quốc.